Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuyên gia Việt Nam bác bỏ luận cứ của Trung Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng. Trung Quốc tới nay vẫn sử dụng thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai vào năm 1958, nói đây là căn cứ Việt Nam từ bỏ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Vậy đánh giá mới nhất của các chuyên gia Việt Nam là như thế nào? Câu hỏi được đặt ra. Vào hôm 17 tháng 4 năm 2020, bản công hàm từ năm 1958 do người đứng đầu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi cho người đồng cấp Chu Ân Lai của phía Trung Quốc đã được Bắc Kinh viện dẫn trong công hàm số CME42-2020 gửi lên Liên Hợp Quốc. Cùng lúc Bắc Kinh có các cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền, xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam và Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc trong một lần gặp gỡ. Liệu đây có phải là một bước leo thang tuyên chiến của Bắc Kinh hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Bình luận về động thái này, Phó Giáo sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên Phó Vụ trưởng Ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam, hiện là Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển từ Hà Nội, nói như sau. Trước hết, đây là một bước leo thang mới của Trung Quốc trong việc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông của họ đã thể hiện rất rõ ràng. Ngay tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Tây Sa tức là Hoàng Sa và Nam Sa tức là Trường Sa là thuộc về Trung Quốc và yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi, và họ yêu tuyên bố rằng Việt Nam đã chiếm những hòn đảo và thực thể mà Việt Nam hiện nay đang chấn giữ một cách bất hợp pháp. Thì họ bảo rằng đó là những vị trí mà Việt Nam đã xâm lược cũng như đã chiếm giữ bất hợp pháp. Và ông nói tiếp thì đây theo tôi gần như là một tuyên bố có thể nói là tuyên chiến rồi. Đồng thời họ nói là họ sẽ bảo vệ lợi ích ở những vùng biển này cũng như ở các đảo này bằng mọi biện pháp, phương tiện và một cách cương quyết. Thì giới chuyên gia đã bình luận đây là một lời đe dọa về dùng vũ lực rồi, không phải là bình thường nữa. Và liên quan đến việc Trung Quốc công bố viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng vào năm 1958, ông Hoàng Ngọc Giao tiếp tục bình luận như sau. Theo tôi, tới lúc này, đây là câu chuyện có thể sẽ nằm trong nghị trình của một phiên giải quyết tranh chấp xét xử tại một cơ quan tài phán quốc tế rằng công hàm này có giá trị pháp lý như thế nào và đến đâu. Đây là hình ảnh Chủ tịch của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh, với tình cảm thắm thiết với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Trung Quốc đã dám công bố viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng, thì họ có dám ra trước cơ quan tài phán quốc tế để tranh luận, tranh lý với Việt Nam về giá trị của công hàm này và rộng hơn là tranh luận đến đi đến phán xét xử hay không? Phán quyết về ai mới là người có chủ quyền thực sự ở Hoàng Sa, Trường Sa? Đấy là câu hỏi cũng được đặt ra. Và vì lúc đó Việt Nam trong hồ sơ khởi kiện cũng phải chuẩn bị cho kỹ. Riêng cá nhân tôi, với tư cách chuyên gia, tôi đồng tình với nhiều quan điểm cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng này không có giá trị pháp lý nào cả. Bởi vì căn cứ vào Hiệp định Geneva vào năm 1954 về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam, chia đất nước Việt Nam thành hai miền. Chính trong hiệp định đó đã quy định rất rõ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc phía Nam của vị tuyến 17 và như vậy trực thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Theo chuyên gia luật học này, công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 không có giá trị pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa và có thể được vô hiệu hóa. Nhưng đánh đổi lại, nhà nước Việt Nam hiện nay phải có sự đánh đổi chính trị hay thay đổi về quan niệm và nhìn nhận lịch sử với một nhà nước đã bị đánh sập vào năm 45 năm trước ở miền Nam Việt Nam. Ông Hoàng Ngọc Giao nói tiếp như vậy. Thế thì từ trước đến nay, chính quyền ở Bắc Việt Nam và kể cả chính quyền Nam Việt Nam, bây giờ trong lúc các giới học thuật và đặc biệt là học thuật về luật quốc tế, người ta vì những mục đích chính trị cho nên người ta không chấp nhận Việt Nam Cộng Hòa như là một chủ thể độc lập của công pháp quốc tế. Đây là hình ảnh Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 13 tháng 7 năm 1961 đã ban hành sắc lệnh số 174 NV để sát nhập Hoàng Sa vào tỉnh Quảng Nam, trước đó Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. Và vì thế cho nên điều này cuối cùng xảy ra công hàm bất lợi. Thì bây giờ nhà nước, chính phủ Việt Nam hiện nay mới bắt đầu nhận thấy một điều là nếu như mình phủ nhận sự tồn tại của một chính phủ, của một nhà nước chính danh phù hợp với pháp luật quốc tế, đó là Việt Nam Cộng Hòa, thì nó lại gây hại cho câu chuyện đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Do vậy hiện nay quan điểm chính thức của những người lãnh đạo Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn không thể phủ nhận vai trò chính danh của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và điều này chỉ có lợi cho công việc bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và nó vô hiệu hóa công hàm của Phạm Văn Đồng vào năm 1958. Ông nói tiếp, tất nhiên bên cạnh việc công hàm Phạm Văn Đồng không có giá trị ở chỗ là anh không thể công nhận cái gì mà anh không có được. Thì ở đây có một ý nghĩa nữa,
đó là công hàm này, như nhiều chuyên gia đã nói, đó là ở cấp thủ tướng, không phải cấp đại diện quốc gia, là nguyên thủ quốc gia và chưa được Quốc hội phê chuẩn. Bởi vì những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ quốc gia bao giờ cũng phải có sự phê chuẩn của Quốc hội, và vì thế cho nên về giá trị pháp lý của nó cũng không có giá trị pháp lý ở chỗ đó nữa. Và điểm thứ ba nữa là công hàm Phạm Văn Đồng, nó phản ánh như một động thái chính trị phe nhóm với nhau, cùng là phe Cộng sản, thời đó Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam để đánh Mỹ. Thế thì có thể hiểu, nó như là một công bố chính trị, một động thái chính trị giữa hai bên, chứ không thể coi nó là có giá trị pháp lý gì hết. Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên phó vụ trưởng vụ ban biên giới của Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bao gồm Phạm Văn Đồng, Trường Chinh và Lê Duẩn vui mừng khi nghe tin Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa sau trận hải chiến xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Đây là hình ảnh của bản tin CIA đăng trên trang Central Intelligence Business CIB vào ngày 21 tháng 1 năm 1974, trích từ sách Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, trang 333. Hôm 23 tháng 4, trả lời câu hỏi của khán thính giả gửi cho một chương trình bình luận trực tuyến của đài BBC tiếng Việt, hỏi rằng công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 gây khó khăn pháp lý gì cho cuộc đấu tranh về chủ quyền quốc gia và biển đảo của Việt Nam hiện nay. Từ Đại học George Marston, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia chính trị học, giao bang quốc tế, nói như sau. Thực sự thì Trung Quốc đang bám vào cái đó và bảo rằng Việt Nam đã công nhận những điều khoản của họ rồi. Nhưng ngược lại, chúng ta thấy có một số sự kiện cho thấy là Việt Nam cũng tương đối thay đổi. Ngày xưa, khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, thì ông cũng đã nói rõ rằng vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và thường thường, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi đó là chính quyền của ngụy quyền và không có giá trị, thẩm quyền gì cả. Nhưng bây giờ, Việt Nam chứng nhận là có. Như vậy có nghĩa là bảo rằng nếu là do Việt Nam Cộng Hòa quản lý, thì công hàm Phạm Văn Đồng tự nó không có hiệu quả gì hết. Bởi vì theo quan niệm được gọi là chuyển quyền từ chính phủ này sang chính phủ khác, thì chính phủ miền Bắc khi lãnh thêm miền Nam vào miền Bắc thì lãnh thêm cả những tiêu sản và tích sản, những quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo. Đây là hình ảnh ông Lê Đức Thọ, nguyên trưởng ban tổ chức Trung ương, ủy viên thường trực Bộ Chính trị, được đại tá Bùi Tín trích lời với câu nói sau khi biết tin Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Ông Lê Đức Thọ đã nói như sau: "Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ." Và nếu theo quan điểm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì miền Bắc chỉ thừa hưởng của miền Nam Cộng Hòa, do đó họ không chịu trách nhiệm, bởi vì đã không có nghĩa vụ thì miền Bắc không có nghĩa vụ. Đặc biệt là bây giờ trong Liên Hợp Quốc, chúng ta thấy có văn bản rõ rệt vào tháng Giêng năm 1974. Khi xảy ra vụ đó thì ông Ngoại trưởng của Việt Nam Cộng Hòa là ông Vương Văn Bắc đã viết văn thư cho ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và yêu cầu đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an, và Việt Nam Cộng Hòa đã lên án Trung Quốc là xâm lấn Việt Nam. Thành ra những văn bản đó là những văn bản đã có ở trong Liên Hợp Quốc rồi, và theo luật pháp quốc tế thì nó cũng đúng. Cho nên đã có những động thái đó, còn bây giờ chúng ta chưa thấy tiếp tục từ hồi ông Nguyễn Tấn Dũng nói câu đó, thì sau này chúng ta chưa thấy gì cả. Từ Đại học Mane, Hoa Kỳ, giáo sư sư Ngô Vĩnh Long, sử gia và nhà nghiên cứu Trung Quốc học bình luận tiếp như sau. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ủng hộ vấn đề là xung quanh các nước hay xung quanh các đảo được 12 hải lý thế thôi, chứ không phải là chấp nhận là Trung Quốc có chủ quyền ở Hoàng Sa. Mà cũng giống như giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng vừa nói, vấn đề này không có tác động và động chạm gì đến vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đây là hình ảnh bản công hàm của Phạm Văn Đồng đăng trên báo Nhân dân vào ngày 22 tháng 9 năm 1958, tài liệu do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 1980 để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng việc này chỉ là một công thư của một thủ tướng công nhận vấn đề ở biển trên biển, vấn đề 12 hải lý thôi. Nhưng mà cái đó không được chính quyền Việt Nam, trong đó có Quốc hội, trong đó có Chủ tịch nước ủy quyền. Do đó, Trung Quốc không thể dùng công thư đó để nói rằng là Việt Nam đã nhường chủ quyền ở Hoàng Sa cho Trung Quốc. Và tiến sĩ Vũ Cao Phan, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Trung, nhà nghiên cứu chính trị học thuộc Đại học Bình Dương, nêu nhận định tiếp như sau. Năm ngoái, Trung Quốc đến tư chính chủ yếu là để cản trở Việt Nam ở mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt. Họ thất bại vì cuối cùng Việt Nam vẫn hạ đặt được chân đế giản khoan ở đây. Trong công bố của nhà nghiên cứu mới, vấn đề Biển Đông, quan hệ Việt Nam, Trung Quốc và hiện nay, tôi có viết rằng điều quan trọng là mặc dù cản trở từ phía Trung Quốc, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ở khu vực này.
và năm nay Việt Nam tiếp tục đặt giàn khoan ở đây, Trung Quốc cũng biết như vậy nên họ sẽ quyết tâm phá. Bởi vậy, dự báo của tôi là tình hình sẽ căng thẳng và các hoạt động của Trung Quốc, gồm cả sâu chuỗi từ việc đâm chìm tàu cá cho đến các hoạt động khác, là đòn ra tay trước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020 với bản tin Chuyên gia Việt Nam bác bỏ luận cứ Trung Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.